đừng để nước rơi. Kính thưa toàn thể bà con, như đã thành lệ, hội làng ta mỗi năm lại mở. Ngoài các tiết mục như hàng năm, ngày cuối cùng của lễ hội năm nay, chúng ta sẽ có thêm một cuộc thi gánh nước. Trong các thôn nữ của làng, cô gái nào khéo léo, đảm đang nhất, gánh nước nhanh, không bị đổ ra ngoài, sẽ giành được giải thưởng là một bộ áo tứ thân và 10 thúng gạo. Bộ áo tứ thân thật đẹp. Phen này, nhà nào có con gái được giải thì mát lạnh lắm đây. Thấm, nghỉ tay uống nước đã em. Chị Tư đấy à, chờ em một lát, em rửa tay cái đã. Em không đi xem hội làng sao? Dạ, em làm cỏ nốt mấy luống rau, sợ để lâu thì hỏng mất. Mà chị cũng không đi xem ạ? Có, sáng chị đảo qua một lát, chiều tranh thủ ra đồng tát nước và xem lúa. Chị biết thế nào em cũng ở ngoài này. Vâng, nhà chỉ còn em và mẹ, mẹ em sức lại yếu, em phải cố thôi. Cả làng này chắc chẳng có cô gái nào chịu thương chịu khó lại đảm đang hiếu thảo như em. À, mà sáng nay đám hội, cụ trưởng làng bảo cuối hội sẽ có cuộc thi gánh nước đấy. Thật thế hả chị? Vậy em cũng cố thử xem ạ. Thấm, Thấm ơi, đi gánh nước đấy ạ. Còn làm gì mà gánh nước từ sáng sớm đến giờ? Nước nhà ta vẫn còn đủ dùng mấy hôm cơ mà. Hội làng ta có cuộc thi gánh nước mẹ. Giải thưởng những 10 thúng gạo, đủ cho mẹ con ta ăn mấy tháng. Còn có thể bán đi mua thuốc tẩm bổ cho mẹ. Con muốn thi lắm, nên thử gánh từ sáng đến giờ. Mà sao hả con? Mà nước vẫn cứ bị sánh ra ngoài. Dù con đã cẩn thận từng ly từng tí, không dám lơ đễnh, không dám ngó nghiêng, thế này thì làm sao thắng được? Bây giờ con đi gánh thêm một lần nữa. Lần này, trên đường về, mẹ muốn con quan sát những sự vật và những người hai bên đường con thấy, rồi về kể cho mẹ nghe. Nhưng con gánh nước còn không xong, thì làm sao mà nhìn cảnh vật kể cho mẹ nghe được? Có khi lại đổ hết nước ra ngoài ấy chứ. Con cứ đi thêm một lần nữa, làm đúng như lời mẹ dặn. Mẹ sẽ chờ nghe xem con thấy những gì. Vâng, con nghe lời mẹ. Thấm đi gánh nước à em? Vâng, em chào các chị. Ôi, chị Thấm kìa. Nào, cẩn thận khéo va vào chị đấy. Cháu chào các cụ. Các cụ đánh cờ vui quá nhỉ. Mẹ, để con kể mẹ nghe. Khoan, trước khi kể, con thử nhìn hai vại nước con vừa gánh về đi đã. Ô, lạ quá. Đó, lúc trước là do con căng thẳng vì sợ làm sánh nước ra ngoài. Nó làm bước đi của con luống cuống và kết quả là nước vẫn rớt ra ngoài. Khi con thoải mái, không lo nghĩ đến nó, thì việc gánh nước trở nên đơn giản hơn trước rất nhiều. Con có thể bước đi mà không làm rớt một giọt nước nào. Vâng, thưa mẹ. Trong hội thi gánh nước ngày hôm nay, tôi tuyên bố
cô Thắm là người thắng cuộc. Con thấy mẹ nói đúng không? Sói già gian ác. Chú Chính mau đến đây. Thích quá. Thế là mình thành công rồi. Mình phải đi khoe ngay với bạn thỏ. Lạ thật, thỏ con chạy đi đâu mất rồi nhỉ? Mình đang có chuyện vui muốn khoe mà. À đúng rồi, phép này của mình còn có thể gọi người mà mình muốn gặp xuất hiện ngay trước mặt mình mà. Thỏ con, mau đến đây. Sao thế này? Mình giỏi quá. Mình đang đứng ở vườn thu hoạch cà rốt với mẹ mình mà. Sao giờ lại đứng trước mặt cậu thế này? Đó là do cây gậy mới này của mình đây. Là sao? Mình chưa hiểu. Mình nghiên cứu được một phép mới. Có thể gọi người hoặc tìm đồ vật bất kỳ nào đó xuất hiện ngay trước mắt mình. Thật sao? Thật chứ, để mình chứng minh cho bạn thấy nhé. Giờ mình sẽ gọi bạn Sóc đến chơi cùng nhé. Sóc con, mau tới đây. Cậu thấy chưa? Cậu thấy phép mới của tớ hay không nào? Hay quá. Vậy là từ nay, mình muốn chơi với bạn nào thì chỉ cần cầm gậy của cậu và gọi bạn ấy tới thôi. À đúng rồi. Thấy là mình có cách để kiếm mồi mà đỡ phải đi săn bắt vất vả rồi. Nhưng nó lẩm bẩm câu thần chú thế nào nhỉ? À, có cách rồi. Vui quá, mình có phép mới. Nhất định mình sẽ được thầy khen là thông minh. La la la. Quái lạ, có tiếng khóc ở đâu đây nhỉ? Sao cái số của tôi khổ thế này? Bác ơi, bác làm sao mà khóc thảm thiết vậy? Cái thân già của tôi sao lận đận thế này? Ông trời không thương tôi gì cả. Có chuyện gì với bác vậy? Tôi có 3 đứa con, nhưng chúng đều vắng số, đời bỏ tôi mà đi. Sau này tôi có nhận nuôi dây con, chúng tôi ở với nhau rất vui vẻ. Nhưng sao ạ? Sáng nay tôi dẫn nó đi chơi, lanh quanh thế nào mà tôi đã bị lạc mất dây con rồi. Thế này thì tôi biết sống thế nào? Dây con ơi, con ở đâu? Mau về đây với mẹ nào. Cậu có thể tìm lại giúp tôi được không? Thiếu nó, tôi không biết sống thế nào nữa. Từ sáng đến giờ cháu có gặp bạn dây nào đâu. À đúng rồi, cháu có cách giúp bác rồi. Cháu mới nghiên cứu được phép mới. Cháu sẽ giúp bác tìm bạn dây về nhé. Ôi, thật là may mắn cho ta. Dây con, mau tới đây. Sói già. Thấy là ta đã biết câu thần chú rồi. Bác. Thấy là từ giờ ta chẳng phải chạy mệt ngoài đường nữa, mà vẫn có dư giả con mồi để xơi dần. Trả gậy thần cho cháu. Trả lại cho cháu. Pháp sư gấu. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi đang đi tìm con thì đột nhiên nó biến mất ngay trước mắt. Nghe thỏ con nói, khỉ con mới chế được phép mới có thể gọi bạn đến ngay trước mặt. Chúng tôi mới đến đây tìm. Pháp sư có thấy con chúng tôi không? Tôi không thấy và cũng chưa thấy khỉ con về nhà. Khỉ con, dây con và sóc con đâu rồi? Chúng có đi cùng cháu không? Con không biết. Thế cây gậy phép của con đâu? Con bị sói già trộm mất rồi. Bác ấy lừa con để học câu thần chú của con, rồi cướp gậy phép của con đi rồi. Cái gì? Sói già ư?
ôi, con tôi. Nhanh, chúng ta phải đi tìm sói già ngay. Thế là bữa tối nay ta đã có con mồi ngon rồi. Thả tôi ra, mẹ ơi cứu con. Im ngay, sẽ không có ai đến cứu được các người đâu. Các người chết chắc rồi. Ôi, con mồi của ta đâu rồi? Chúng đang ở đây. Ta đã có gậy phép này. Mất con mồi này, ta sẽ có con mồi khác. Lo gì? Gậy của ta đâu rồi? Gậy trên tay ta đây nè. Xem nào, hay giờ ta sẽ biến ngươi đến một vùng sa mạc khô cằn, cách đây hàng vạn dặm, liệu có được không nhỉ? Không được, không được. Con đã thấy lỗi của mình chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Cháu xin lỗi tất cả mọi người. Chỉ vì cháu ngây thơ, dễ tin người nên mới bị sói già lừa như vậy. Suýt chút nữa thì con đã hại dê và sóc con rồi. Dù sao sóc và dê cũng đã trở về an toàn rồi. Chỉ mong lần sau cháu biết chọn bạn mà chơi và không được dễ dàng tin người khác như vậy. Đặc biệt là tên sói già gian ác kia. Con đã nghe rõ chưa? Dạ con rõ rồi ạ. Sự tích cái chổi. Giá như ngày nào cũng được Ngọc Hoàng mời đến dùng bữa như thế này. Bà đầu bếp của Thiên Đình nấu quá ngon. Tôi cũng ước có được một đầu bếp như thế. Ôi ngon quá. Ăn thêm tí nữa vậy. Bà ấy lại thế nữa rồi. Bà cứ thế này, Ngọc Hoàng biết được thì sẽ không hay đâu ạ. À. Ôi dào, nhiều thức ăn thế này, ăn một chút có sao đâu. Cô cứ bê dần lên đi, tôi ra ngoài lấy ít nước và pha chè. Dạ chào bà, tôi là người giữ ngựa của thần Sét. Tôi qua đây cho con ngựa uống ít nước. Vâng, không sao, ông cứ cho ngựa uống nước đi. Bà để tôi giúp cho. Ông ấy thật tốt bụng. Ờ, được rồi đó, bà xách nước về đi. Vâng, cảm ơn ông. Chẳng hay ông ở đây thì ăn uống, nghỉ ngơi thế nào? À, tôi chỉ ở đây đợi khi nào thần Sét về thì tôi về nhà ăn cơm sao thôi ạ. Vâng, thế tôi vào làm việc tiếp đây. Tôi có ít thức ăn. Ông ăn cho đỡ đói. Ồ, tôi không dám nhận đâu. Ông cứ ăn đi, không có sao đâu. Tôi là đầu bếp của Thiên Đình mà. Ôi, nhìn ngon quá. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn thức ăn ngon thế này. Bình thường tôi chỉ ăn cơm nắm với uống nước lã thôi à. Vậy từ sau tôi lại lấy thức ăn cho ông nhé. Ấy chết, không cần đâu ạ. Bà cho tôi ăn bữa này là được rồi. Không sao đâu mà ông. Bà lại lấy thức ăn đi đâu vậy? Tôi đi ra đây một lúc thôi à. Hôm qua Ngọc Hoàng đã có vẻ nghi ngờ rồi đấy ạ. À? Làm sao Ngọc Hoàng biết được? Nói chung việc lấy thức ăn như vậy là sai phạm. Nếu... Tôi là người lấy chứ phải cô đâu nhỉ? Cô hãy làm cho tốt việc của cô đi. Thật là bực mình. Ờ, ông... Bà vẫn lấy đồ ăn trong triều đình ra cho tôi ư? Ừ, tôi... Tôi cảm ơn ý tốt của bà. Nhưng từ nay đừng có như vậy nữa. Chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình. Những điều sai trái thì không nên. Tôi vừa hái ít đào mang cho bà. Thôi tôi về đây. Cảm ơn Ngọc Hoàng đã đãi tiệc. Ngày lâu ngày mới lên Thiên Đình chơi, chắc chắn ta phải khoản đãi chu đáo chứ. Ta nghe danh đầu bếp tài ba của ngài đã lâu, nay mới có dịp thưởng thức. Nhiều thức ăn ngon thế này, giờ này chắc ông ấy chỉ ăn cơm nắm. Mời ngài dùng bữa. Vâng, mời ngài.
Thức ăn này rõ đã có người động đũa, tất cả các đĩa đều bị bước đi. Gì cơ? Ta chắc chắn phải trừng trị thích đáng. Hạ thần ngàn lần xin lỗi ạ. Gây tội thì phải xử phạt. Ngươi đã lạm dụng việc công để phục vụ lợi ích riêng của mình. Ta xử phạt ngươi trở thành chiếc chổi chuyên quét dọn, làm sạch thức ăn thừa của Dương Gian. Khoan đã thưa Ngọc Hoàng. Vì thương thần mà bà ấy đã lấy trộm thức ăn, vậy xin Ngọc Hoàng xử tội thần. Thưa Ngọc Hoàng, ông ấy không hề. Là tội do thần thưa Ngọc Hoàng. Hừ, bà ta là thủ phạm, còn ông cũng là tòng phạm. Không ai thoát được tội này. Ta sẽ biến hai ngươi thành chổi để các ngươi phải làm việc luôn tay và tìm thức ăn trong rác bẩn. Thưa Ngọc Hoàng, họ tuy phạm lỗi nhưng cũng vì tình nghĩa. Với lại xuống dưới đó lúc nào cũng chăm chỉ. Hay chăng người nên giảm bớt hình phạt cho họ? Vậy thì ta sẽ cho chổi nghỉ ngơi vào 3 ngày Tết. Trong 3 ngày Tết, con người sẽ không phải quét nhà. Từ đó, con người trần gian có thêm một vật dụng là cây chổi quét nhà. Tục lệ không quét nhà trong 3 ngày Tết cũng bắt nguồn từ mệnh lệnh của Ngọc Hoàng để cho cây chổi được nghỉ ngơi. Bọn họ đã hối lỗi, chăm chỉ làm việc. Hãy để họ nghỉ làm vào những ngày Tết đầu năm. Vâng, thưa Ngọc Hoàng. Sâu rớm và ốc sên. Cậu kia, mau vào đây, trốn đi chứ. Hả? Sao phải vậy chứ? Nó kìa, nó kìa. Ôi, sao cậu lại tài giỏi như thế? Con chim đó chẳng làm gì nổi cậu, nên đã phải bỏ đi kìa. Cậu thấy không? Vỏ của tớ rất chắc chắn và an toàn đúng không? Ôi, tuyệt quá! Mình ước cũng có một cái vỏ như vậy. Sao cơ? Cậu cũng muốn có một cái vỏ trên lưng hả? Việc đó cũng không khó lắm đâu. Mình biết một bãi cát gần đây có nhiều vỏ ốc lắm đấy. Thật không? Ốc sên, cậu chỉ cho mình với. Cậu chọn lấy một cái mà dùng, ở đây có nhiều lắm. Hay quá. Những cái lông xinh đẹp của mình. Ôi, tấm áo giáp mới của mình. Hay cậu thử vỏ ốc này đi. Ôi, cái vỏ ốc ấy quá nhỏ đối với tớ thì phải. Cái vỏ ốc này to hơn nhiều đấy. Ây chà, chỗ này cũng thoải mái lắm. Chúc mừng cậu. Thế là từ nay cậu không còn phải sợ mấy con chim kia nữa nhé. Ha ha, cảm ơn cậu. Trời ơi, thế này thì làm sao mà về nhà được? Những cái lá non của tôi ở tít trên ngọn cây cao kia cơ. Đói quá, mệt quá, nặng quá. Mình không thể nào trở về ngọn cây. Phải làm thế nào bây giờ? Mình không thể bỏ lại chiếc áo giáp này. Trời ơi, một con chim nguy hiểm. Làm sao phá được nhà của ta cơ chứ? À! Ôi, không xong rồi.
những chiếc lông nhọn của mình chính là thứ vũ khí tuyệt nhất dành cho mình rồi. Dù đã vất vả, khổ công mang vác cái vỏ an toàn như của ốc sên, nhưng cuối cùng cũng chẳng giúp được gì. Hóa ra biết sử dụng và phát huy những ưu điểm vốn có của mình mới là tuyệt nhất. Chiếc cầu phước đức. Xưa kia, tại một làng ven con suối lớn, hàng ngày người dân qua lại rất khó khăn. Này, cẩn thận đấy, thằng Ba Tèo nó đi ngay đằng sau, xảy ra là mất ngay với nó. Đúng đấy, dân chuyên trộm cắp trong chợ, ai hở ra cái gì là mất ngay. Bữa nay có ông mất thôi cả buồng dừa đấy. Nó nhỏ thôi, bà Tèo mẹ nó đang đứng kia kìa. Chào ôi, nhỏ to cái gì, chả quen quá rồi đi ấy chứ. Mà không chỉ có nó đâu nha, nghe nói đời cha đời ông cũng từng bị tống vào ngục vì tội trộm cắp rồi. Thôi, cứ tránh xa ra là tốt nhất, mà cũng phải rảo bước lên. Còn về cơm nước, tối đến nơi rồi. Mẹ ơi, con về rồi, để con chặt trái dừa cho mẹ uống nước. Bữa nay con mua được miếng thịt heo, con nấu cháo cho mẹ con mình ăn tối nhé. Bà, con ngồi xuống đây. Bấy lâu nay, con có nghe lời mẹ dặn không? Con nghe lời mẹ chứ, lâu nay con bỏ hẳn chuyện đó rồi. Con luôn nỗ lực làm lụng, kiếm củi, kiếm nấm trong rừng ra chợ bán. Dừa này, thịt này đều là con dùng tiền bán củi mua được mà mẹ. Mẹ đang nghĩ con lại ăn trộm đúng không? Mẹ nghe người ta nói. Vậy là mẹ không tin con. Con vẫn nhớ lời mẹ, mấy đời trộm cắp, làm việc thất đức, có bao giờ khá giả được đâu. Ngược lại hết họa này đến họa khác đổ xuống. Vì vậy con đã quyết từ bỏ thói xấu ấy lâu rồi. Ngoài kia con cũng nghe đủ những lời rèm pha, nhưng vẫn ráng tu thân, phục thiện. Vậy mà đến mẹ cũng nghĩ con như vậy. Con à, con đừng có vội nản lòng. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ mà con. Để thay đổi cái nhìn của người đời một phút một chốc á, thì không thể được đâu con à. Vâng, con hiểu. Cẩn thận đấy, đồ đạc tiền nông cất cả đi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đừng nản lòng con à. Hôm nay mưa thế này, lũ về. Chúng ta mắc kẹt cả rồi, phải đợi mấy ngày nước rút mới về được. Chết mất thôi, mùa mưa này cứ dăm bữa nửa tháng lại thế. Giá mà có một cây cầu qua sông nhỉ. Hay là... Ba ơi, mày làm việc này đi. Mẹ ơi, nước lũ to quá, không ai về được. Con đang nghĩ hay là con sẽ bắt một cây cầu qua suối. Làm được việc này hẳn sẽ hữu ích cho nhiều người. Bắt được cầu qua con suối đó thì đó là việc làm phúc đức mà muôn ngàn đời nhớ tới. Nhưng việc đó khó khăn lắm. Con suối này rộng mấy trăm sải đây con à. Trước đây cũng từng có người làm rồi nhưng lại bỏ. Con cũng biết điều đó, nhưng cứ nghĩ nhà mình mấy đời làm việc thất đức. Con nhất định phải bắt được cây cầu này. Con sẽ làm mọi cách mẹ ạ. À, Cậu ba, tỉnh lại đi. Cậu ấy bị kiệt sức rồi, thật tội. Chắc việc xây cầu này đành bỏ dở vậy thôi, chứ làng mình toàn phụ nữ và người già, thanh niên trai tráng thì đi buôn ba làm ăn xa cả rồi. Có chuyện gì xảy ra với chàng trai này vậy? Anh ấy mấy tháng nay lặn lội bắt cầu qua đây, kiệt sức nên bị ngất. Để tôi xem nào, tôi có mang theo thuốc đây. Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì cậu.
thú thật với cậu, đời cha ông tôi tuy làm quan lớn nhưng không tu đức, lại ức hiếp dân chúng. Có lẽ vì thế đến đời tôi lấy vợ đã hơn 20 năm rồi mà chưa lấy một mụn con, đến giờ vẫn hiu quạnh. Cậu ba à, tôi cũng muốn làm điều gì đó phúc đức để chuộc lỗi lầm xưa. Cậu cho tôi góp sức cùng bắt chiếc cầu với. Tôi sẽ huy động họ hàng đến làm. Chúng ta thay phiên nhau, để anh có thời gian đỡ đần chăm sóc mẹ mình nữa chứ. Nếu như anh có thiện ý như vậy thì còn gì bằng. Có chí hướng như vậy thì cái cầu này sẽ chống xong, dân chúng sẽ mau được qua lại, còn gì tốt hơn. Vậy chúng ta cùng quyết tâm nhé. Có cây cầu này đi lại sướng quá. Không biết ông bà nào tâm đức dày thế đã làm cho dân cây cầu này. Cầu trời phù hộ cho mọi sự tốt lành. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.